giờ tổ chức mừng tân gia đại cát cho gia chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay, đó chính là gia đình. Vâng ạ, anh chị quảng viên trong buổi trưa ngày hôm nay, vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thân mặt cho gia chủ ngôi nhà mới, vâng, cho phép ban tổ chức MC Hải Na cũng như MC Mạnh Phú xin gửi đến toàn thể quý vị có mặt tại vâng ạ bộ các vật nhập để chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình anh chị quảng viên trong buổi trưa ngày hôm nay, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, cuốn theo dòng chảy của thời gian, con người chúng ta ai ai cũng mong muốn cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc, phải không ạ? Và một ngôi nhà mơ ước hạnh phúc đó vẫn luôn là kỳ vọng, là ước mong của các cặp vợ chồng sau những ngày tháng kết hôn. Đúng là trăm ngàn lối đi, ta chỉ có một nơi để tìm về, đó chính là nhà, là tổ ấm, là mái ấm hạnh phúc của chúng ta. Và mơ ước hạnh phúc đó nay đã trở thành hiện thực khi gia đình anh chị Quảng Buôn đã xây dựng cho mình một ngôi nhà khang trang tuyệt vời như ngày hôm nay. Đó cũng chính là lý do mà toàn thể quý vị chúng ta cùng trở về đây trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, và không để quý vị anh chị phải chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón gia đình anh chị Quảng Buôn trở lại sân khấu từ ra. Vâng, trân trọng kính mời. Và xin mời toàn thể quý vị anh chị em ơi, hãy vang lên một tràng vỗ thật lớn để chào đón và mời đại gia đình anh chị Quảng Buôn cùng lên sân khấu. Một tràng vỗ thật lớn nào anh chị em ơi. À, cả tôi cũng xin nói khỏi tiền nha, đọc vào mẹ chú Quân ơi. Quý thưa quý vị thân mến, chỉ có một bộ phương nhà mơ ước hạnh phúc cho ngày hôm nay thì anh chị Quảng Buôn nhận được sự giúp đỡ của anh chị cô bác bạn bè cũng như bạn bè thân thuộc mới sớm. Và bây giờ phút này xin được trân trọng giới thiệu trở lại vực danh dự cùng với gia đình anh chị Quảng Buôn ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời gia đình cô Ngắm Trang. Và xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Tâm Quyền cùng lên sân khấu với gia đình anh chị Quảng Buôn. Vâng, xin mời. Vâng ạ, xin mời đại gia đình chúng ta, vâng ạ, cùng với sân khấu với vâng ạ gia đình của anh chị Quảng Buôn, xin mời. Mến và như vậy trên sân khấu từ ra lúc này đã hiện diện đông đủ những nhân vật quan trọng ngày hôm nay để là đế mừng tân gia được chính thức bắt đầu. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã bất chấp thời gian bạc ngọc của mình trở về chung vui chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình anh chị Quảng Biên trong buổi trưa nay. Để gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị, xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cúi chào toàn thể quý vị ạ. Mời lời chào, xin mời. Cũng như toàn thể quý vị thân mến, cổ nhân xưa đã từng dạy, tàu trâu cưới vợ làm nhà, xong ba việc ấy thật là khó thay. Vâng, đó chính là ba việc lớn có ý nghĩa quan trọng của một đời người. Và chắc chắn có lẽ rằng ai trong số quý vị ngồi đây, chúng ta rất đều khao khát để đạt được nó. Và ngày hôm nay, với ý nghĩa của một ngày trọng đại như vậy, chúng ta đã và đang cùng nhau có mặt tại đây để cùng chúc mừng gia đình anh chị Quảng Buôn. Đó là hai người luôn luôn được quý vị yêu mến bởi sự chân thành. Thưa quý vị, khi gia đình nhỏ, anh chị Quảng Buôn đã sở hữu cho mình một ngôi nhà khang trang, một nơi mà các thành viên trong gia đình sẽ lui về sau những giông bão của cuộc đời. Quý vị thân mến, việc làm nhà không chỉ đơn giản là xây dựng một nơi để ở, mà nó còn một cách để chứng minh sự nỗ lực và chăm chỉ của bản thân mình ở đó. Và chắc chắn ngôi nhà này đã thể hiện được đầy đủ trọn vẹn nhất cho sự nỗ lực của gia đình anh chị Quảng Buôn. Nơi đây sẽ là nơi mà anh chị cùng nhau xây dựng tổ ấm và vun vén cho hạnh phúc của mình. Kính thưa quý vị và các quý thân mến, ngôi nhà không chỉ để che nắng che mưa mà là nơi để tất cả các thành viên lui về sau những bộn bề của cuộc sống, sau những khó khăn của công việc. Ở chính ngôi nhà của mình, chúng ta cùng ăn những bữa cơm đoàn viên,
chia sẻ cho nhau những tiếng cười hạnh phúc. Bởi ngôi nhà là nơi bắt nguồn niềm hạnh phúc và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Kính thưa quý vị thân mến, bên người đàn ông chịu khó thì có những người phụ nữ đảm đang. Cho đến ngày hôm nay, gia đình anh chị Quảng Biên đã hoàn thiện cho mình một ngôi nhà khang trang tuyệt vời. Trước sự thực về quý vị ngày hôm nay, cho phép Mạnh Phú, Hải Na xin được trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị đại tiệc mừng tân gia đại cát. Chúc mừng tân gia gia đình anh chị Quảng Biên chính thức được bắt đầu. Hôm nay xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng vang lên một tràng lên để chúc mừng nhau. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Và chúng ta cùng chúc cho gia chủ ngôi nhà mới an ninh làm ra, tiền tài như nước tuôn ra từ từ. Và khi các vị thân mến, trở về với ngày vui hạnh phúc của anh chị ngày hôm nay, thì có tất cả quý vị chúng ta cùng trở về đây với những lời chúc tốt đẹp. Cùng với đó thì anh chị sẽ được đón nhận những tình cảm bằng những món quà rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời trở lại sân khấu tư gia ngay lúc này, trao gửi phần quà yêu thương dành cho gia đình anh chị. Và trân trọng kính mời phần quà đến từ gia đình cậu Ngắm Trang. Vậy xin mời. Và cũng xin được trân trọng kính mời phần quà của gia đình cậu Long Xiên. Vậy xin mời. Quà của gia đình anh chị đại số. Vậy xin mời. Vâng, xin mời các nhà thiết ảnh gia ngoài và là ở đây và trên gia về. Ban tổ chức trân trọng kính mời chúng ta bỏ điện thoại đắt tiền của mình ra để ghi lại khoảng khắc tuyệt vời nhất mà những bông hoa tươi thắm vừa đến từ các gia đình gửi đến gia chủ ngôi nhà mới trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời phần quà của gia đình anh chị Tâm Cường. Vâng, xin mời. Nếu bạn tổ chức tôi và ngạc thêm mặt trời gia chủ ngôi nhà mới trên trọng cảm ơn những bộ hoa tươi thắm như chất tuyệt vời gửi đến gia chủ ngôi nhà mới, đó là gia đình anh chị Quảng Biên trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa và là trân trọng cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, để đáp lại những tình cảm chân thành của quý vị cũng như có những lời cảm ơn của phần tiên em, và trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ đón lấy chén rượu từ ban tổ chức ngày hôm nay. Đó là để hướng tới toàn thể quý vị ngày hôm nay cùng nhau 1, 2, 3 rồi chính thức khai mừng tiệc rượu. Vâng, xin mời. Vâng, toàn thể quý vị ơi, vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị anh chị em chúng ta cùng rót rượu ra chén của mình đi ạ. Ai uống được rượu thì chúng ta rót rượu, ai không uống được rượu thì chúng ta rót nước ngọt ra chén đi ạ. Và ban tổ chức tôi. Vâng, toàn thể quý vị anh chị em đã sẵn sàng chưa? Anh đã bên mẹ chú cô ơi, hai đại tướng chén ra khỏi nơi. Vâng ạ, bên phải, bên trái và giữa. Vâng ạ, sân khấu đây ạ. Vâng ạ, ban tổ chức xin đến 1, 2, 3 rô. 2, 3 rô, 2, 3 cạn, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Và chúng ta cùng rô được không ạ? Anh chị em ơi, chúng ta cùng rô chén lên nào. Vào cả nào đó. Tín từ từ, tín mang người này hải nào ơi. Đằng sau, quay đằng sau tín. Vâng ạ, bây giờ ban tổ chức xin đến ạ. 1, 2, 3 rô, 2, 3 rô, 2, 3 cạn, 2, 3 chúc mừng tân gia đại cát. Vâng, xin mời. Bảo trân ơi, trân ơi, trân ơi. Bảo trân ơi, bảo bài đáp tôi là cải bài bất tổng nơ. Và tuần này chúng tôi nên là xung khởi với các bạn tổ chức đồ tàng nà sang bốn của bia hồ hế mô quảng biển về thị cơ bà mới ở cửa sang bốn ở hế mô quét chấm hà lầy cơ bà hay tặng hết nà phà mặn cơ bà trắng hà đầy một thị vân trần một sản đất chết một đợt chép can thủ chiến vườn khủng cơ bà mới trắng là hát khủng bất non là con khủng bất hứ hay trắng diệt can khẩu hồn muôn cá mới ải nong phò mè rú lầy đa lung tà rú lầy bàn các phùng bàn cờ rú lầy phường cho đến mê ma. Xin khỏe chúng ta bàn tổ chức này tặng nà sang bón chuôn ải ô quảng viền cơ ba mới chúc các bà mẹ chú con
thật hào khăn bản dung dẹp kịp vào tay mà khừng xiềng xương đầu sợi xương nào đứa nếp bò mẹ em chú quân hải đồng chú quân ơi là cao bồi hải đồng. Thank you.